xin chắp tay chữ Phật đài, vui chừng buồn thỏa khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dài, cõi tam phù du không phải là nhà. Con xin chắp tay chữ Phật đài, Phật âm vì diệu bóng hào quang, tòa chiếu muôn phương ấn đạo vàng, tòa đức từ bi tăng khổ luyện phì, chùa Phật từ bi cần dương cam lộ tiểu ba nghi, Phật từ bi trầm hương lan tỏa nguyện chân thành, chùa Phật từ bi tu tập cho đời bớt khổ đau, chùa Phật từ bi, chùa Phật từ bi hóa nhiệm chắp tay chữ Phật đài, vui chừng buồn thỏa khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dài, cõi tam phù du không phải là nhà. Con xin chắp tay chữ Phật đài, Phật âm vì diệu bóng hào quang, tòa chiếu muôn phương ấn đạo vàng, tòa đức từ bi tăng khổ luyện phì, chùa Phật từ bi cần dương cam lộ tiểu ba nghi, chùa Phật từ bi trầm hương lan tỏa nguyện chân thành, Phật từ bi tu tập cho đời bớt khổ đau, chùa Phật từ bi, chùa Phật từ bi hóa nhiệm màu, chùa Phật từ bi cần dương cam lộ tiểu ba nghi, Phật từ bi trầm hương lan tỏa nguyện chân thành, chùa Phật từ bi tu tập cho đời bớt khổ đau, chùa Phật từ bi, chùa Phật từ bi hóa nhiệm Phật từ bi, cửa Phật từ bi hóa nhiệm màu, cửa Phật từ bi, cửa Phật từ bi hóa nhiệm màu. Nơi đây đất mẹ quê cha,
chùa thiêng Phật ngự có ta có mình, quê hương sâu nặng nghĩa tình, tiếng chuông vang vòng nhật trình sớm hôm. Vang tiếng nghi chuông, nghi chùa quê ta đó, nơi đây đất mẹ quê cha, quê hương sâu nặng biết bao nghĩa tình. Nay về thăm quê thăm lại mái chùa, chùa nơi quê mình, tiếng chuông vang vọng từ ngàn xưa, tiếng kể tiếng kinh dục lòng quý khách thành tâm, ván cảnh chùa thắp hương nguyện cầu A Di Đà Phật, chắp tay khấn cầu cầu bình an. Ngôi chùa quê ta có từ bao đời, vật đổi sao rồi, kỳ đã qua gánh nắng đội mưa, chùa không còn nguyên vẹn ước lòng của quê hương, nhất tâm mê thành nguyện xây dựng ngôi chùa tòa sen Phật ngự uy linh, hòa nỗi niềm của nhân dân. Ngôi chùa hình bóng quê hương, nhớ lời Đức Phật bốn phương tụ về, làm chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm, nhất nghi lòng nhất tâm nghi, chúng nghi sức ta cùng xây dựng ngôi chùa. Biết bao vất vả nắng mưa, trẻ già gái trai không hề quan ngại, tấm lòng của bà con quê mình mang hết nhiệt tình, mong sao thỏa nguyện ước mơ quang cảnh chùa được khang trang. Chuông nghi chùa ngân vang như dục lòng người, Đức Phật Di Đà sáng danh, Bồ Tát hào quang cứu người trầm luân, thương người cơ khổ dắt dìu chúng sinh trên cõi trần sáng đẹp muôn phần. A Di Đà Phật, chắp tay con khấn cầu cầu bình an. Quê mẹ thân thương, những lòng vang truyền thống quê làng, nghĩa tình gắn bó bên nhau, bà con quê ta yêu thương đoàn kết, tình sẻ chia
sống chan hòa như con một nhà. Biết bao phấn khởi nói ca quê hương mình nở ngàn hoa. Hãy subscribe.
say đắm lòng tôi. Sân đình đông đúc mọi người ra xem, từ cụ già tới các em hân hoan phấn khởi trong đêm hồi làng. Lời hát đi dọn đi dàng, em đi hát đi mang đi mang đi, nao nước hân đi hoan đi. Chiều chiều hò nhịp gió đi sang.
xin mời các cụ vào dâng chúc, dâng lễ. Tiếp theo là đoàn ông Nguyễn Trọng Đẳng, đoàn họ Nguyễn do Nguyễn Văn Quang làm trưởng đoàn, đi tiếp theo vào luôn. Đoàn ông họ Nguyễn do Nguyễn Trọng Đẳng làm trưởng đoàn, thế vào. Mời đoàn họ Nguyễn của ông Nguyễn Trọng Đẳng. Tiếp theo là bài họ Nguyễn của bà Nguyễn Thị Quỳnh. Các đồng chí trong ban tổ chức sắp xếp đi nối hàng luôn. Đoàn nối đi tiếp của đoàn ông Nguyễn Trọng Đẳng là bà Nguyễn, đoàn bà Nguyễn Thị Quỳnh. Nối tiếp của đoàn bà Nguyễn Thị Quỳnh là đoàn họ Vũ Như do bà Đấu. Mời đoàn của bà Quỳnh. Đoàn của bà Quỳnh, đoàn của ông Đấu đi lối tiếp đoàn luôn. Các ông trong ban tổ chức sắp xếp người ta khi gọi đến tên là bố trí đi nối đoàn luôn để khỏi thất quán. Đoàn bà Đẳng, ông Đẳng xong, mời bà đoàn của bà Nguyễn Thị Quỳnh. Hiện nay 38 đoàn, cho nên các vị khẩn trương giúp cho. Đoàn bà Quỳnh vào chưa? Tiếp theo của đoàn bà Quỳnh là đoàn hộ Vũ Như bà Đấu. Alo. Ri Kim Cô. Xin kính mời các vị đại biểu Việt đứng tại hướng Bạch Thế Đình để dâng chúc văn Hưng Hà huyện Dũng xã Nhân Lý thôn Y Vu bản xứ Duy Tế thứ Nhật thập Đông Thiên Nhâm Dần niên, dân làng chúng con tưng bừng mở hội, cung thỉnh thành hoàng bản thổ tướng quân tổ tiên bác họ. Bốn phương về đây khai hoang mở đất, lập nghiệp đặt tên là làng Nhân Lý. Hôm nay con cháu tụ tập sum vầy mừng xây chùa mới, trên dưới một lòng toàn dân đóng góp, quý khách thập phương hảo tâm công đức xây chùa thiên phúc to đẹp khang trang, dân làng phấn khởi. Nay làng mở hội khai thác cội nguồn, các họ dâng hương lòng thành lễ vật, cung thỉnh thanh hoàng bản thổ tướng quân thổ thần long mạch, cung thỉnh tổ tiên, cung thỉnh nữ hoàng có sắc vua ban, cung thỉnh kính mời anh linh liệt sĩ anh dũng hy sinh vì dân vì nước, đất nước thanh bình cuộc sống ấm no là nhờ ơn đảng. Hòa nhập xóm làng nông thôn đổi mới, trai gái trẻ già mọi người đoàn kết cầu xin tế độ, con cháu gần xa vạn thọ khang ninh, nhà nhà thịnh vượng. Đại diện bác họ cúi đầu kính chúc, cẩn cáo, cẩn cáo, c-
cấn cấn cao. Lễ dâng chúc văn đã xong, xin kính mời các vị lãnh đạo và toàn thể các vị khách quý tiếp tục vào dâng hương trên Đức Thành Hoàng. Mời các ông bà lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân xã và các ban ngành đại diện cho xã cùng lãnh đạo thôn, mời các ông vào dâng hương trên Đức Thành Hoàng. Tiếp theo đoàn lãnh đạo xã thì đến đoàn của ông Nguyễn Trọng Đẳng. Đoàn bà Nguyễn Thị Quỳnh. Thank you.
mời các vị đại biểu và toàn thể nhân dân an toàn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, được sự đồng ý của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Quản lý Di tích lịch sử xã Hồng Dũng, hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 10 tháng 11 năm Nhâm Dần, trong không khí tưng bừng phấn khởi, nhân dân làng Nhân Lý mở hội đặng tưởng nhớ đến công ơn Đức Thành Hoàng cùng các bậc tiền nhân đã có công xây dựng nên làng Nhân Lý ngày nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng cảm ơn các ông bà, ban lãnh đạo xã Hồng Dũng, các ban ngành đoàn thể, các lãnh đạo, ban hội tự, các thôn làng, xã, các ông bà, anh chị em là người con xa quê hương Nhân Phú đang công tác, làm ăn và xây dựng gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc, các vị tôn giáo bạn đã về dự lễ hội truyền thống đình làng chùa Nhân Lý, di tích lịch sử văn hóa tỉnh Thái Bình. Xin kính chúc các quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, đại thành công. Sau đây tôi xin phép được thông qua chương trình buổi lễ, phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội, tặng hoa, dâng chúc văn các dòng họ đại biểu và các dòng họ dâng hương. Báo cáo hoạt động của Ban Quản lý Di tích tri ân những người có công trong xây dựng khu di tích. Ban tổ chức cảm ơn và kết thúc chương trình, mời các đại biểu và nhân dân dự cơm thân mật. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, về dự và chung vui với lễ hội hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã về dự, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Vũ Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Dũng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ban Quản lý Di tích xã Hồng Dũng đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Lưu Xuân Hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban xã, ông Đỗ Xuân Diệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân xã, cùng các ông bà trong ban chấp hành đảng ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã, đại diện làng văn hóa các thôn, đảng chính quyền, ban công tác mặt trận, các gia đình tôn giáo bạn và các cùng con xa quê cùng toàn thể nhân dân đã về dự, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị, do điều kiện công tác, ông Đỗ Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, ông Phạm Văn Soi, huyện ủy viên, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi hoa về tặng để về công việc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các ông. Xin cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin giới thiệu chương trình tặng hoa. Mời chị Lụa giúp cho chương trình này. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn ông Đỗ Quốc Phong. Ban tổ chức xin kính chúc ông cùng gia đình và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện mạnh khỏe, hạnh phúc, đại thành công, thành công, đại thành công. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, trước đứa đài trang nghiêm trong ánh hào quang tỏa sáng, sự chứng minh của Đức Thành Hoàng và các bậc tiền nhân, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng ban tổ chức lễ hội lên khai mạc lễ hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, xin trân trọng giới thiệu về dự lễ hội hôm nay, rất vinh dự cho thôn làng được đón cha xứ đã về dự, và xin toàn thể lễ hội hôm nay nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón lễ hội năm 2022, lễ hội của tình đoàn kết, lễ hội thể hiện truyền thống được hun đúc bởi các bậc tiền nhân để lại. Lễ hội để cho các con, các cháu hiểu được rằng Thành Hoàng của làng được đặt tên từ vương triều Lý tương truyền lại, trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam đã phong tặng
sắc phong cho thành hoàng và được lưu lại tại chùa cho tới ngày hôm nay. Đồng thời lấy ngày mùng 10 tháng 11 hàng năm âm lịch là ngày lễ hội làng. Lễ hội từ đó tới nay luôn được tổ chức tế lễ trang nghiêm và mở hội Ninh Đình, có các trò chơi dân gian, có các tiết mục văn hóa nghệ thuật luôn được bách gia chăm hội nhiệt tình hưởng ứng. Lễ hội năm 2022 nhằm phát huy các giá trị truyền thống thuần phong mỹ tục cho các tín đồ Phật tử và nhân dân kế tục sự nghiệp mà các bậc tiền nhân để lại. Lễ hội năm 2022 là thể hiện nguyện vọng của nhân dân được phát tâm ghi đức. Lễ hội của sự đoàn kết toàn dân là sự báo công, sự cống hiến và lòng hảo tâm công đức, sự đóng góp công sức và trí tuệ của nhân dân được dâng lên thành hoàng. Lễ hội hôm nay được chứng kiến thiên cảnh chùa Thiên Phúc khang trang, sạch sẽ do nhân dân đóng góp xây dựng nên. Lễ hội được chứng kiến sự tri ân công đức của các tập thể, các cá nhân, các dòng họ tiêu biểu đã công đức cho việc xây dựng đình chùa. Lễ hội năm nay chúng ta cùng nhau đoàn kết hơn nữa bằng tâm thức của chính mình, sống tốt đời, đẹp đạo, cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh. Tìm hiểu về thế giới tâm linh, đến với thế giới nhà Phật để tìm hiểu và hóa giải một thế giới vô hình mang lại một cuộc sống cho nhân dân thật bình an, yên, an nhiên và hạnh phúc. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc toàn thể nhân dân một sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Đình Chùa Thiên Phúc năm 2022. Xin chân thành cảm ơn. Kính mời ông Phạm Văn Sự, trưởng ban hội tự, chuẩn bị đánh trống khai mạc. Báo hiệu điều lành đã ăn đến đối với toàn thể đại chúng trong buổi lễ hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu phần thứ hai, phần tặng hoa cho buổi lễ. Về dự và chung vui với buổi truyền lễ hội truyền thống đình làng nhân lý hôm nay có các vị đại biểu khách quý. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhật chuẩn Tổ quốc xã lên tặng hoa. Xin kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Nguyên. Về dự với ngày lễ hội hôm nay, trước khi trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Hoạch, đại diện cho cán bộ đang công tác trại trên xã lên tặng hoa. Kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lên nhận hoa. Ban tổ chức xin cảm ơn ông Lưu Văn Hoạch. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tình, đại diện cho cán bộ và nhân dân chùa thôn Hà Lý lên tặng hoa. Xin kính mời ông Phạm Văn Sự, trưởng ban hội tự lên nhận hoa.
nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Thường, đại diện cho ban chi ủy và nhà chùa thôn Cập lên tặng hoa. Kính mời ông Phạm Quốc Sự, trưởng ban hội tự lên nhận hoa. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin cảm ơn Trần Văn Thường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu linh mục giáo sư Phú Giáo, đại diện cho giáo sư Phú Giáo lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa. Chúc mừng, xin cảm ơn linh mục giáo sư Phú Giáo. Do điều kiện công tác, ban tổ chức đã nhận được hoa và lễ của những người con xa quê đang công tác và làm ăn khắp mọi miền tổ quốc, đã về dâng hoa lên Đức Thành Làng chúc mừng ngày lễ hội. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị nhiều sức khỏe, đại thành công. Làm tiếp chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân Khiêm, trưởng thôn, đại diện cho cán bộ và nhân dân làng văn hóa Nhân Phú lên tặng hoa. Xưa gợi xuân tình, miếng trầu đường duyên ai. Kìa là anh hai đi chảy hội, kìa là chị ba đi chảy hội. Thắt bao hồng dài lụa mềm yếm tha, mang nắng về hội xuân. Dịu dàng chỉ bao duyên dáng cho lòng ai yêu vững nhớ thầm, tình quen trong một khắc nghĩa để dài trăm thank you.
má đông tiên thầm tiền mắt thua câu lòng lay nón quai thao trong tranh áo dài thẻ tha thương kể là chị hai đi chạy vội từng làng trên xóm dưới xôn xao một ngày xưa trông đã dục bên sân đình dòng người hối hả ngược xuôi câu hát xưa gợi xuân tình miếng trầu được duyên ai là chị ba đi chạy vội thắt bao hồng dài hoa đèn yếm thắm mang nắng về ngồi xuống nét dịu dàng chị bao duyên dáng cho lòng ai yêu cũng nhớ thầm tình quen trong một khắc nghĩa để dài trăm năm tình quen trong một khắc nghĩa để dài trăm năm liên tục chương trình. Xin mời quý vị đến với nghệ sĩ Thanh Thảo qua làn điệu chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy. Trong tim mê khắc ghi lời thầy.
cho giỏi. Con đi quan bỏ công cha mẹ sinh nghỉ thành, xứng là cho giỏi. Ngày hội. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội nên nhận hoa chúc mừng. Và kính mời bà Phạm Thị Toản, đại diện cho trưởng họ Phạm Đức lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Con xin chắp tay trước Phật đài, bốn chân bốn thả khói đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài. Cõi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật ấn vi diệu bóng từ quang, tòa chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi tan khổ lụy phiền. Cửa Phật từ bi nhanh dương cam lộ tiêu ba nghiệp,
Phật từ bi, trầm hương lan tỏa nguyện chân thành. Thừa Phật từ bi, tu tập cho đời bớt khổ đau. Thừa Phật từ bi, thừa Phật từ bi hóa nhiệm màu. Về dự với ngày hội hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Lụa, ban chi ủy và đại diện cho ban chi ủy và nhân dân thôn Trung Đẳng lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Bụi chân buông thả khói đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài. Cõi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật âm vi diệu bóng từ quang, tòa chiếu muôn phương ánh đạo vàng. Tòa đức từ bi tan khổ lụy phiền. Cửa Phật từ bi, nhanh xương cam lộ tiêu ba nghiệp. Cửa Phật từ bi, trầm hương lan tỏa nguyện chân thành. Thừa Phật từ bi, tu tập cho đời bớt khổ đau. Thừa Phật từ bi, cửa Phật từ bi hóa nhiệm màu. Thừa Phật từ bi, nhanh xương cam lộ tiêu ba nghiệp. Cửa Phật từ bi, trầm hương lan tỏa nguyện chân thành. Cửa Phật từ bi, tu tập cho đời bớt khổ đau. Cửa Phật từ bi, giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Việt thay mặt cho siêu thị Việt Mát lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Cửa Phật từ bi, cửa Phật từ bi hoa. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Triều, trưởng họ Vũ Xuân lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự lên nhận hoa chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, nói đến Thái Bình là nói đến cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với làn điệu chèo Quê Em Điểm Hẹn do hai nghệ sĩ Thanh Thảo, Hải Yến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân, ông Phạm Văn Việt, đại diện cho siêu thị Việt Mart lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Xin mời quý vị đến với sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh qua bài hát Lời Du. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Việt. Làm theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Dũng, đại diện cho dòng họ Vũ Xuân lên nhận hoa tặng hoa chúc mừng ngày hội. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, trưởng ban phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Vân, thay mặt cho trạm y tế xã Hồng Dụng lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Thiện, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân co lặn lội mấy chiều sáng sông. Lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru biết mấy đời chờ, cha đi bộ đội từng giờ mẹ mong thời gian con nước xuôi dòng. Lời ru của mẹ ai đóng tháng ngày. À ơi con ngủ chớ say, làn môi chúng chim ngậm đầy lời ru. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Nước biển mênh mông không đắng đầy tình mày, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hòa ở thành phố Thái Bình lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Mẹ bồng mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cò lặn lội mấy chiều sáng sông. Lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru biết mấy đời chờ, cha đi bộ đội từng giờ mẹ mong. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các con của bà Toản ở thị trấn Hưng Hà lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự lên nhận hoa chúc mừng. À ơi con ngủ cho say, làn môi chúng chín ngậm đầy lời ru. Làn môi chúng chín. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Khắc Thê, trưởng dòng họ Vũ lên tặng hoa chúc mừng ngày hội.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, Phó Ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Cấp, trưởng dòng họ Phạm lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, Phó Ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Sình, chi họ Phạm Văn lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn, đại diện cho dòng họ Nguyễn lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, Phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Ngừng, đại diện cho chi họ Vũ lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Duy, đại diện cho dòng họ Vũ Hoan lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, đại diện cho ngày hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lưu Văn Phi, đại diện cho dòng họ Lưu Văn lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên lên nhận hoa chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Minh Long, đại diện cho công ty nhựa Quang Minh, Minh Quang lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, Phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thị Luyên lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thương, nhà vườn Thương Khoe lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, Phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Alo. Để tổ chức chương trình xin mời quý vị đến với ca sĩ nghệ sĩ Hải Yến qua bài hát Thái Bình Nỗi Nhớ Trong Tôi.
hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên nhận hoa chúc mừng. Giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Quản, đại diện cho công ty giấy Quản Nhẽo, lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội, lên nhận hoa chúc mừng. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Trại, thay mặt cho công ty băng giấy Long Hưng, lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên nhận hoa chúc mừng. Nguyên thủ chương trình xin mời quý vị đến với nghệ sĩ Thanh Thảo qua bài làn điệu chèo Thái Bình Quê Lúa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Toàn, thay mặt cho công ty ga Toàn Phiến, lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội, lên nhận hoa chúc mừng. Thank you.
hội lên nhận hoa chúc mừng. Về quê em mới hiểu lúc mê lòng về sĩ làng trèo. Giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Triều, đại diện cho công ty Sơn Triều Út lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Cảnh, đại diện cho công ty sắt thép Cảnh Huyền lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Tương, đại diện cho hợp tác xã Điện Năng Nhân Phú lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thưng, đại diện cho công ty Nội thất Tiến Hùng lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Gì đấy? Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Ban, đại diện cho công ty giày da Tiến Dũng lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Khiển, đại diện cho công ty may Khiển Đào lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Duẩn, đại diện cho công ty trà Áp Phú Hưng lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Khá, đại diện cho công ty Tôn Sắt Khá Hoàn lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Niệm, đại diện cho công ty Lâm Sản Niệm Hà lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Khiêm, phó ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Vinh, đại diện cho dòng họ Nguyễn Đức lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa chúc mừng.
và kính mời ông Nguyễn Văn Bùi thay mặt cho ông Hoãn, đại diện cho dòng họ Nguyễn, lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự, phó ban tổ chức lễ hội, lên nhận hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Quỳnh là đại diện cho dòng họ Nguyễn lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Quốc Sự lên nhận hoa chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Việt, đại diện cho siêu thị Việt Mát, lên tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên nhận hoa chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị đến với miền quê Kinh Bắc qua bài hát Chầu Cau Quan Họ. Ngày hội năm xưa em biết tay tôi một con đò, em vượt đi miền châu thương nhớ, để mùa sau anh nhớ lại xa. Trời quê đang bao niềm thắm đỏ thắm với những mùa đông để ngày xuân tươi đẹp nắng hồng trời hoan hò. Em lại chờ anh hội năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sáng thì miền châu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em. Hồi làm đúng vui là thế mà sao em, sao em vẫn đứng một tình quan họ đến hẹn lại nơi.
Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, được sự giao duyên của bác Tiễn, người con của quê hương, chúng con những nghệ sĩ được mang lời ca tiếng hát về đây để phục vụ lễ hội và chương trình văn nghệ, chúng con xin được phép tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu khách quý, chúc toàn thể bà con cùng toàn thể quý khách gần xa một lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đình Hòe, phó ban tổ chức lễ hội, lên tặng hoa cho đội văn nghệ. Chúng ta vừa được nghe các tiết mục của nhà hát chèo, diễn viên nhà hát chèo Thái Bình, các nghệ sĩ đến từ thành phố Thái Bình. Chương trình này do ông Nguyễn Văn Tiễn, là người con của quê hương ta, đang sinh sống công tác ở Thái Bình, anh đã nghỉ hưu. Đây là những người bạn của anh ấy hôm nay về phục vụ lễ hội ta. Đề nghị tất cả các vị trong lễ hội để nhiệt liệt cảm ơn anh Tiễn và chúc mừng các nghệ sĩ có tiếng hát rất hay mang phục vụ lễ hội chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Làm theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Quốc Sự, trưởng ban hội tự chùa Thiên Phúc, lên báo cáo hoạt động của ban quản lý trong những năm qua. Xin kính mời ông. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các Phật tử cùng toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của các vị chính quyền địa phương, cán bộ dân làng cùng ban hội tự chùa mở hội đình chùa làng Nhân Lý thôn Nhân Phú. Hòa chung với khí thế ngày hội của làng, dù ai đi đâu về đâu, buôn bán trăm nghề, cứ đến ngày mùng 10 tháng 1 ta lại về hội làng ta. Kính thưa các vị đại biểu, trong 10 năm qua, các Phật tử cùng toàn thể nhân dân đồng tâm hiệp lực đã xây dựng ngôi đình làng, tổng chi phí lên tới hàng tỷ đồng. Bao giờ Nhân Lý qua đình, chạm chay qua chợ Ngọc Đình của vua. Vậy giờ đây làng Nhân Lý đã qua đình để dân làng ra hội tụ báo công với thần hoàng làng. Hòa chung với khí thế nông thôn đổi mới không hề nghỉ, cán bộ và nhân dân con cháu gần xa góp công góp sức. Đến 2015 đã xây dựng đường khu vực Nghĩa Trang Đồng Bưởi, diện tích trên 2 mẫu, tổng chi phí cũng lên tới hàng tỷ đồng, có cả nơi nghỉ mát và nơi thờ tự khang trang sạch đẹp. Nghĩa Trang với văn hóa tâm linh thuộc hàng văn hóa tâm linh của huyện, đến năm 2018, toàn dân và con cháu gần xa trong làng ngoài xã và mọi miền của Tổ quốc đã phát tâm công đức góp để xây dựng ngôi chùa Thiên Phúc, diện tích con cháu gần xa, diện tích cô Vũ điển hình là cô Vũ Thị Diệm, con cháu trong làng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát tâm công đức về làng để trùng tu tân tạo ngôi chùa lên tới 1,5 tỷ đồng. Để góp công góp của để xây dựng lịch sử văn hóa thờ xưa các cụ để lại, tổng chi phí 2,146,646,675 đồng, xây dựng nhà tổ 559 triệu, xây dựng bờ ao sân giếng để xếp 116,155,000 đồng. Trên đây là toàn bộ chi phí xây dựng khu vực lịch sử văn hóa đình chùa làng Nhân Lý thôn Nhân Phú, sự hoạt động của các Phật tử cùng toàn thể dân làng ra chùa lễ Phật, lễ thần hoàng làng, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc. Trên đây là toàn bản báo cáo thành tích với thần hoàng làng, thành cán bộ và nhân dân đã làm được trong thời gian qua.
thay mặt ban hộ tự và ban Phật tử xin kính chúc các vị đại biểu tân ký khoách gần xa mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông Phạm Quốc Sự đã báo cáo kết quả hoạt động của ban hội tự, ban quản lý di tích trong những năm qua. Tiếp theo chương trình, về dự và chung vui với buổi lễ hội hôm nay, ban tổ chức được đón các ông bà lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chấp hành Đảng ủy, đại diện của xã. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã, đại diện cho các Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo trong Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Dũng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, kính thưa toàn thể lễ hội. Trong không khí tung mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, hòa chung với khí thế của cả nước. Hôm nay, cán bộ và nhân dân làng văn hóa thôn Nhân Phú tổ chức lễ hội Đình Chùa Nàng năm 2022. Nơi đây là nơi những năm 1951, thực dân Pháp phá mất đình, dân làng đã rước thần hoàng làng từ đình về chùa thờ chung. Cũng từ đó tại chùa hàng năm tổ chức lễ hội truyền thống của làng từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 11 âm lịch hàng năm, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhằm để tri ân các bậc tiền nhân, những người có công với cách mạng và người đã lập lên vùng đất này. Rất vinh dự cho các đồng chí trong lãnh đạo địa phương về dự buổi lễ trọng đại này. Thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Dũng, xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các bậc cao niên, các vị đại biểu cùng nhân toàn thể nhân dân và quý khách thập phương lời chúc, kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi lễ của đình làng Nhân Phú thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể lễ hội, cách đây 800 năm vào thế kỷ 13, chùa làng Nhân Phú được mang tên chùa Thiên Phúc xưa kia, cùng với làng được xây dựng có một vị trí chiến lược quân sự, có đường tiến thoái dễ dàng, là nơi họp bàn và tuyên truyền vận động nhân dân phát động lực lượng quần chúng tham gia cướp chính quyền từ những năm 1945, là nơi thành lập chi bộ đảng năm 1947 và năm 1950 thành lập trung đội du kích của làng, và là cái nôi cách mạng của quần chúng nhân dân thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, là nơi làm việc của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1951-1952. Hiện nay ngôi chùa được trùng tu xây dựng 3 lần nên ngôi chùa ngày được một khang trang và vị thế hơn, và là nơi thờ Phật nghiêm trang nhưng cũng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của dân làng hiện nay và muôn đời sau. Đồng hành cùng lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, qua những bước thăng trầm đầy thử thách, nhân dân và cán bộ thôn Nhân Phú đã thành một khối đoàn kết thống nhất, bất khuất kiên cường trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ, các bậc
tiền nhân đã xây dựng lên một thôn Nhân Phú đầy truyền thống văn hóa hào hùng. Thừa kế và phát huy truyền thống của những người đi trước trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thôn Nhân Phú đã một lòng theo Đảng đánh giặc. Ngôi đình chùa làng là nơi cơ sở cách mạng trong các cuộc trong quá trình đánh thực dân Pháp, đóng một vai trò rất quan trọng góp phần thắng lợi vào cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu thóc thừa cân quân vượt mức, từ sân đình chùa làng thôn Nhân Phú lại cùng tiễn đưa bao lớp thanh niên lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Có nhiều người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, đình chùa làng là nơi tụ họp và phục vụ văn hóa tâm linh cho nhân dân. Cứ vào những ngày này hàng năm, nhân dân trong làng mở lễ hội truyền thống đình chùa làng để cùng nhau thắp nén tâm nhang, cùng nhau cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi nhà được hạnh phúc, cùng nhau ôn lại và tri ân công lao của những người có công với nước, với dân, xây dựng và bảo vệ thôn làng. Cũng từ lễ hội đình chùa làng, những kinh nghiệm trong cuộc sống được nhân dân trao đổi. Qua lễ hội làng, mọi người đến với nhau gần gũi hơn, tình làng nghĩa xóm được gắn bó hơn, đoàn kết tốt hơn. Trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thôn Nhân Phú đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết gắn bó, truyền thống văn hóa và cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, đô thị văn minh. Nền kinh tế của thôn đã từng bước phát triển vượt bậc, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện rõ rệt hơn, an ninh quốc phòng được đảm bảo, các công trình văn hóa tâm linh như đình, chùa làng được nhân dân xa gần và bà con trong thôn công đức, đóng góp bằng tinh thần và vật chất với tấm lòng từ bi xì hạ. Các công trình tâm linh thường xuyên được tu bổ, xây dựng ngày càng khang trang, to đẹp hơn. Ngôi đình chùa Nhân Phú hiện nay được là ngôi chùa xây dựng đẹp nhất của xã. Với những thành tích của cán bộ và nhân dân thôn Nhân Phú đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng kinh tế, giữ gìn văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể lễ hội, đất nước ta đang trên đà đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng giao lưu hợp tác toàn cầu. Chúng ta có rất nhiều thuận lợi, song không gặp ít những khó khăn thử thách do tác động của nền kinh tế thị trường. Mọi người hầu hết tập trung phát triển kinh tế, song một số người đã và đang lãng quên những nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc biệt là lớp thế hệ trẻ. Việc giữ gìn nét đẹp văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc đang bị mai một. Vì vậy, tổ chức lễ hội đình chùa làng là giải pháp tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là lớp trẻ, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tiếp cận và hiểu rõ bản sắc văn hóa dân tộc mà hàng nghìn năm qua ông cha ta đã xây dựng giữ gìn. Qua lễ hội hôm nay, làm cho mọi người yêu quê hương đất nước mình hơn, cùng nhau có trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, để nhân dân trong thôn được thụ hưởng cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần xây dựng quê hương
ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước khi ngừng lời, chuẩn bị bước sang năm mới Xuân Quý Mão năm 2023, thay mặt các đồng chí trong lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu, các bậc cao niên cùng toàn nhân thể nhân dân và quý khách thập phương luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc lễ hội của thôn nhà thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ hội xin chân thành cảm ơn bài phát biểu của ông Lưu Xuân Hoạch. Ông đã biểu riêng dương công lao của toàn thể nhân dân làng Nhân Phú, Nhân Lý đã có công trong những năm qua về xây dựng, trùng tu và tôn tạo kiến thiết khuôn viên khu di tích lịch sử văn hóa. Xin cảm ơn ông, chúc ông và gia đình và các ông bà lãnh đạo trên xã nhiều sức khỏe, đại thành công, luôn quan tâm hơn nữa đến phong trào của thôn Nhân Phú nói riêng và làng Nhân Lý nói chung. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội buổi lễ hội, trong những năm qua, việc trùng tu xây dựng kiến thiết các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích luôn được sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể Phật tử và nhân dân, đặc biệt những người con của quê hương Nhân Phú đang làm ăn công tác khắp mọi miền Tổ quốc luôn hướng về quê hương, mang tâm công đức cùng nhân dân làng Nhân Lý xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa đình chùa Nhân Lý. Đáp lại lòng từ bi của các quý vị, ban quản lý di tích, ban hội tự, ban tổ chức lễ hội có tặng bằng tri ân công đức cho các vị có công góp tiền của trong xây dựng để khu di tích đình chùa Nhân Lý được khang trang ngày hôm nay. Sau đây, ban tổ chức xin được thông qua danh sách. Thứ nhất là những người công đức từ 10 triệu trở lên: bà Vũ Thị Diềm, Đỗ Huyền Vi, Đỗ Hùng Việt, thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Quốc Sự, Nhân Phú, ông Nguyễn Trọng Đẳng, thôn Nhân Phú, ông Vũ Xuân Trâm, thôn Nhân Phú, ông Vũ Xuân Giản, giáo sư Phú Giáo, ông Nguyễn Huy Tưởng, thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Đình Hòe, thôn Nhân Phú, ông Vũ Xuân Mạnh, thôn Nhân Phú, ông Nguyễn Văn Niệm, thôn Nhân Phú, ông Phạm Văn Toàn, tức là Toàn Phiến, thôn Nhân Phú, ông Vũ Hồng Quân, ông Phạm Văn Ban, ông Phạm Văn Tô, ông Vũ Xuân Định, Định Nhiên, bà Nguyễn Thị Hảo ở Đoan Hùng, ông Phạm Văn Lập, ông Phạm Văn Thu, anh Phạm Văn Thơm, Phạm Văn Thư, ông Phạm Văn Đăng, ông Phạm Văn Soi, Phạm Văn Xưởng, dòng họ Phạm Văn do ông Miên trưởng họ, ông Phạm Văn Chủng, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vũ Xuân Vi, Khoan, thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Thủy, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng cũng như trên, ông Nguyễn Tiến Đức cũng Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thêm cũng Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Phương cùng địa chỉ như trên. Đấy là những 32 vị đã có công đức từ 10 triệu trở lên. Tiếp theo tôi xin đọc danh sách những người tham gia trong ban kiến thiết. Một, ông Vũ Xuân Khiêm, ông Vũ Xuân Quynh, ông Phạm Văn Hiểu, ông Phạm Văn Khơi, ông Phạm Ngọc Tố, ông Phạm Văn Phóng, ông Phạm Văn Hướng, ông Phạm Công Chính, ông Phạm Văn Bản, ông Bùi Đình Chiểu, ông Phạm Đều Hồng Thịnh, ông Phạm Văn Khoan, ông Vũ Xuân Dũng, bà Phạm Thị Sao, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Vũ Xuân Điển, ông Phạm Văn Hiếu, ông Phạm Nguyễn Văn Lới, ông Phạm Ba Mộc, ông Vũ Xuân Dinh, ông Phạm Văn Sò, bà Trần Thị Là, bà Vũ Thị Hương, bà Tạ Thị Ngọt, bà Nguyễn Thị Sang, bà Vũ Thị Lúa, ông Nguyễn Đức Hoa, gồm 27 người, trong đó có một số vị là vừa là ban kiến thiết và công đức thì chúng tôi không đọc tiếp. Làm theo chương trình, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai vị có số công đức lớn nhất, ban tổ chức quyết định tặng bằng kỷ ghi lưu niệm, tức là bằng phần thưởng lưu niệm. Thứ nhất, xin mời đại diện bà nhà chị Nguyễn Thị Diềm, mời bà Vũ Thị Sóng đại diện cho gia đình chị Diềm lên. Thứ hai, mời bà Vũ Thị Bé đại diện cho gia đình lên nhận. Thank you.
ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch Ủy ban xã, Chủ trưởng ban quản lý di tích của xã lên trao phần thưởng cho hai gia đình. Liệt chúc mừng hai gia đình có công lao lớn nhất và số tiền công đức lớn nhất cho khuôn viên di tích của chúng ta. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hải Đăng. Sau đây tôi xin mời những người công đức từ 10 triệu lên, các vị ai có hiện diện ở đây thì lên sân khấu, ai không có hiện diện ở đây thì có thể là gia đình nhận giúp được, không thì ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi đến nhà sau. Mời gia đình bà Vũ Thị Diềm, mời bà Sóng đại diện. Gia đình ông Phạm Quốc Sự, ông Nguyễn Trọng Đẳng, ông Vũ Xuân Trâm, ông Vũ Xuân Giản, giáo sư Phú Giáo, ông Nguyễn Huy Tưởng, ông Vũ Xuân Mạnh, ông Nguyễn Văn Niệm, ông Phạm Văn Toàn Phiến, ông Vũ Hồng Quân, ông Phạm Văn Ban, ông Phạm Văn Tô. Mời 15 vị lên sân khấu nhận đợt 1. Mời 15 vị đại diện cho gia đình lên sân khấu lần 1. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên trao bằng tri ân công đức cho những 15 gia đình có tên trên. Toàn lễ hội chúng ta chúc mừng 15 gia đình đầu tiên nhận đợt 1. Xin cảm ơn, mời các gia đình về chỗ riêng bằng khen, có thể là bằng chiên thay đổi thì chúng ta đổi sau. Tiếp theo xin mời ông Vũ Xuân Định Nhiên, bà Nguyễn Thị Hảo, thì bà Hảo là mời bà bé lên nhận giúp. Ông Phạm Văn Lập, ông Phạm Văn Thu, ông Phạm Văn Thơm, Phạm Văn Thư, ông Phạm Văn Đăng, ông Phạm Văn Soi, Phạm Văn Sưởng, dòng họ Phạm Văn Nông Miên trưởng họ, ông Phạm Văn Chủng, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, ông Vũ Xuân Vi, Vi Khoan, thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Đình Hòa. Xin mời các vị trên lên bục danh dự để nhận bằng tri ân công đức của bà chùa Thiên Phúc. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lên trao bằng tri ân công đức cho những gia đình có tên trên.
chúc mừng các gia đình được nhận bằng tri ân công đức của ban tổ chức. Xin mời các gia đình có thể là ra phía tay trái sân khấu để có thể đổi bằng khen. Tiếp theo là đại diện ban kiến thiết, bởi vì báo cáo với toàn thể về lễ hội là các ông trong ban kiến thiết một số vị đang trong ban tổ chức giữ những cái bộ vị trí rất quan trọng không thể rời được. Tôi xin mời đại diện, mời ông Phạm Ngọc Tố đại diện, mời ông Phạm Văn Bản, mời ông Phạm Hồng Thịnh, mời ông Phạm Văn Khoan, ông Vũ Xuân Dũng, bà Phạm Thị Sao, ông Vũ Xuân Điển, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Phạm Văn Hiếu, ông Phạm Ba Mộc, ông Vũ Xuân Dinh, bà Vũ Thị Hương đại diện cho ban kiến thiết đợt một lên nhận bằng tri ân của ban tổ chức. Xin kính mời các gia đình. Xin mời các vị lên sân khấu. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội lên trao tấm bằng khen. Xin mời ông Phạm Văn Nguyên. Chúc mừng các gia đình, các ông bà có công trong ban kiến thiết những năm qua về xây dựng tích. Xin cảm ơn ông. Mời các ông về phía tầng tay trái của sân khấu để đổi bằng tri ân. Tiếp theo xin mời đoàn tiếp theo, mời ông Vũ Xuân Khiêm, ông Vũ Xuân Quynh, ông Phạm Văn Hiểu, ông Phạm Nguyễn Văn Khơi, ông Phạm Văn Phóng, ông Phạm Văn Hướng, ông Phạm Công Chính, ông Bùi Đình Chiểu, ông Nguyễn Văn Lới, ông Phạm Văn Sò, bà Trần Thị Là, bà Tạ Thị Ngọt, bà Nguyễn Thị Sang, bà Vũ Thị Lúa, ông Nguyễn Đức Hoa và ông Phạm Văn Việt, tức là Việt Hè. Ông Phạm Việt Hè là còn sót trong cái phần ghi công đức. Xin mời đại diện mời các ông bà lên nhận bằng tri ân. Các ông mời tiếp bà Trần Thị Thủy, phường Mai Động, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Thị Thêm, Nguyễn Tiến Phương ở thành phố Hà Nội, mời đại diện cho 5 vị ở Hà Nội. Ai hiện diện đây mời các vị lên nhận bằng tri ân. Xin mời ông Phạm Quốc Sự, trưởng ban hội tự lên trao bằng tri ân công đức cho những gia đình tiếp theo.
không nhầm, không đúng tên. Chúc mừng các gia đình, các ông, các bà đã tham gia công đức và có công xây dựng khuôn viên di tích. Trong khi chúng tôi tổng hợp, vẫn còn có thể thiếu sót bởi vì một số các vị công đức làm nhiều đợt. Ban tổ chức xin mời các vị ai mà nằm trong cái diện mà công đức nhiều đợt mà số tiền tổng cộng từ 10 triệu lên kể cả các bằng hiện vật, sẽ trực tiếp gặp ông Phạm Quốc Sự và ông Vũ Xuân Quynh để kiểm tra lại, chúng tôi tiếp tục bổ sung sau. Bởi vì có khi các vị công đức nhiều lần, cho nên ban tổ chức chỉ lấy cái số cao nhất, cho nên là có hơi sơ suất một chút. Mong các vị hết sức thông cảm và trực tiếp gặp ông Phạm Quốc Sự. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nguyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên bế mạc buổi lễ. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, sau 2 ngày làm việc với tinh thần vui vẻ phấn khởi, lễ hội an lành và tiết kiệm, bà con được vãn cảnh đình chùa, được thắp nén nhang thơm cầu cho mưa thuận gió hòa, mọi người, mọi gia đình yên vui hạnh phúc. Lễ hội đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đoàn tế lễ của các xã, hiện nhiều tiết mục tập thể và cá nhân thể hiện tính chất cây nhà lá vườn, luôn để lại tình cảm, tinh thần nhiệt huyết và sự sáng tạo với phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Các trò chơi dân gian luôn được lưu giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy cho thế hệ mai sau sự cảm phục và biết ơn sâu sắc tới bậc tiền nhân để lại cho thế hệ hôm nay. Tại lễ hội này đã truyền cảm cho thế hệ hôm nay về truyền thống hào khí cha ông ta để lại, một di sản văn hóa và ý thức tự lực tự cường xây dựng một ngôi đình chùa hoàn toàn bằng công sức và trí tuệ của nhân dân đóng góp xây dựng nên. Thay mặt cho ban tổ chức lễ hội đình chùa Thiên Phúc năm 2022, cho phép tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã bớt chút thời gian về dự với lễ hội ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tới Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hùng Dũng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho phép lễ hội được tổ chức và thành công tốt đẹp. Cảm ơn các chức sắc tôn giáo đã đến chung vui và dâng hương cùng lễ hội. Cảm ơn Ban Ti ủy, chính quyền thôn đã tận tình kết hợp giúp đỡ cùng ban tổ chức lễ hội, gắn kết nhiệt tình và chu đáo để ban tổ chức hoàn thành tốt công tác tổ chức lễ hội hôm nay. Cảm ơn các đoàn về giao lưu văn hóa văn nghệ, tế lễ, các trò chơi dân gian đã đem lại một không khí lễ hội vui tươi và ấn tượng. Cảm ơn các tiểu ban tổ chức, ban khánh tiết, ban an toàn thực phẩm, ban an ninh trật tự, ban hậu cần, ban tài chính đã nhiệt tình, chu đáo và trách nhiệm đã giúp cho ban tổ chức hoàn thành việc tổ chức lễ hội và đạt được kết quả cao. Cảm ơn các tập thể, các doanh nghiệp, các cá nhân, các dòng họ, các con dân cháu làng ở gần và xa từ các tỉnh xa xôi của Tổ quốc đã trực tiếp và gián tiếp có mặt và gửi công đức đến với lễ hội ngày hôm nay. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, chúc bà con nhân dân có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Xin cảm ơn và bế mạc hội nghị ngày hôm nay.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân trở về phía sân nhà tổ để dự bữa cơm thân mật cùng với dân làng Nhân Lý nhân ngày lễ hội truyền thống năm 2022 hôm nay. Mời các đồng chí, các ông, các bà trong ban tổ chức chúng ta chuẩn bị các nghi lễ để đón tiếp các đại biểu và nhân dân về dự thân mật. Trong chầu ngài